Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Sau đây mời các bạn đón xem. Tử Vi tuổi canh ngọ 1990 năm 2021, 6 tháng cuối năm vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới dầu như vũ bão. Tuổi canh ngọ là những người rất năng động, nhiệt tình nhưng thiếu đi sự thực tế, đôi khi họ đặt ra quá nhiều mục tiêu mà không thể hoàn thành được. Họ thích khám phá nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống và không ngừng học hỏi, thu thập những kiến thức xung quanh. Họ thẳng thắn trong mọi vấn đề và ghét những con người giả tạo, lắm mưu nhiều kế. Tuy nhiên, đôi khi gặp phải khó khăn trong công việc họ trở nên ỉ lại, dựa dẫm, trông cậy vào người khác mà không tự mình giải quyết những rắc rối. Trong năm 2021 tuổi canh ngọ phạm phải hại thái tuế, vừa thoát khỏi sung thái tuế nay lại bị kìm kẹp thái tuế vận mệnh trong thời gian này của tuổi canh ngọ khá lận đận, lại có sao hung tinh chiếu mệnh khiến tài vận trong năm bị phá hoại khủng khiếp. Ngày hôm nay Phong thủy Lộc Tài xin chia sẻ quý vị và các bạn về tử vi anh chị tuổi canh ngọ sinh năm 1990. Ở video này chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi canh ngọ trong 6 tháng cuối năm 2021 vận trình của tuổi canh ngọ trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm tân sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi canh ngọ trong 6 tháng cuối năm 2021 theo tử vi của anh chị tuổi canh ngọ nửa cuối năm 2021 cho thấy cục diện hại thái tuế cùng với nhiều hung tinh chi phối hoặc kìm kẹp về mặt cảm xúc khiến anh chị bất ổn về tinh thần, thiếu thận trọng hoặc chủ quan lơ là, dễ xảy ra tranh chấp với đối tác làm ăn, mưu sự trắc trở. Thậm chí, đôi khi vì anh chị quá tham cái lợi trước mắt mà liều lĩnh dẫn tới họa phá tài, mất không ít tiền của cũng chỉ vì tâm lý bị kích động nghiêm trọng hơn thế nữa sức khỏe của anh chị tuổi canh ngọ trong thời gian này cũng có nhiều điểm bất ổn, cần đề phòng các bệnh về tiêu hóa. Đặc biệt anh chị trong thời điểm này còn phạm phải hại thái tuế, người xưa thường có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, có nghĩa là với mỗi năm khi thái tuế đến thì ắt sẽ có việc đến theo. Thái tuế đến đâu thì phương đó nghi tĩnh bất nghi động. Cho nên cô chú sẽ hung họa khôn lường. Vậy nên để hóa giải anh chị hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phủ thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó anh chị có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. 2. Vận trình của người tuổi canh ngọ trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi của anh chị tuổi canh ngọ trong nửa cuối năm 2021 có nói rằng đường công danh của anh chị không được suôn sẻ lắm. Anh chị dễ phạm sai lầm tự mang tai vạ cho bản thân vì sự cầu thả và chủ quan. Hơn nữa, vì làm việc tùy hứng, thiếu tính kỷ luật, anh chị sẽ dễ bỏ dở nửa chừng khi sự hăng hái ban đầu qua đi nên việc gì của anh chị làm cũng chỉ có kết quả nửa vời, khó đạt thành công lớn. Khi đó, anh chị sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để giải quyết mớ rắc rối do chính mình gây ra cho nên để có thể hóa giải vận mệnh, anh chị tuổi canh ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp anh chị đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, giúp hóa giải thị phi, xua đuổi tiểu nhân quấy phá và hung tinh trong năm. Từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời pháp khí còn chưa mời quý nhân che chở và giúp đỡ anh chị phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tử vi của anh chị tuổi canh ngọ nửa cuối năm 2021 cho biết tài lộc là một trong những điểm sáng của anh chị thời điểm này. Đặc biệt là với anh chị đang làm kinh doanh, anh chị sẽ dễ dàng thu về những khoản lợi không nhỏ nhờ có kế hoạch tiếp thị, đa dạng hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và khách hàng. Tuy nhiên, tài chính dùng dình đồng nghĩa với việc mức chi tiêu của anh chị cũng tăng thêm. Nói cách khác, 6 tháng cuối năm 2021 là khoảng thời gian anh chị tuổi canh ngọ vừa có thể kiếm tiền lại vừa chi tiêu khá nhiều ngoài ra việc kiếm tiền của anh chị tuổi canh ngọ trong thời gian này không hề dễ dàng ngược lại anh chị phải rất vất vả hao tổn nhiều công sức mới đạt được mục tiêu tài chính của mình trong thời gian này để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này thì thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi canh ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ anh chị trong công việc trong làm ăn và kinh doanh thứ ba về mặt tình cảm gia đạo Nửa cuối năm 2021 không phải là thời gian lý tưởng đối với đường tình duyên của anh chị tuổi canh ngọ. Anh chị có tương đối ít cơ hội về tình cảm, mọi thứ dậm chân tại chỗ, khó có bước đột phá như ý muốn. Mặc dù đào hoa khá vượng, nhưng riêng chị tuổi canh ngọ có thể dễ gặp phải vận đào hoa xấu hoặc cảm thấy phiền lòng với sự đeo bám, theo đuổi quá mức nhiệt tình của người mình không có tình cảm. Lời khuyên cho chị đó là dù không thích anh chị cũng nên lựa lời phù hợp để từ chối khéo léo, tránh quá mức thẳng thường sẽ gây phản tác dụng với anh tuổi canh ngọ trong thời gian này sẽ có cơ hội tình cảm nhìn hơn một chút nhưng anh cũng cần dành thêm thời gian suy nghĩ về tình cảm thật sự của mình chớ vội đưa ra quyết định chỉ vì cô đơn bởi như thế là không công bằng cho đôi bên còn với những anh chị tuổi canh ngọ đã kết hôn thì gia đạo có phần bất ổn nhưng ở mức độ tiểu hung sẽ có những xáo trộn xảy ra đòi hỏi các thành viên học cách thích ứng càng nhanh càng tốt và cùng nhau san sẻ để vượt qua thời gian khó khăn thì mọi chuyện không có điều gì đáng lo ngại cho nên để cải vận tình duyên thì anh chị tuổi canh ngọ hãy sử dụng vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân dần ngọ tuất vòng sẽ giúp kích hoạt vận đào hoa của anh chị trong thời gian này từ đó có thể hóa giải xung khắc mâu thuẫn với nửa kia gia đạo yên ấm những anh chị đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý thứ tư về mặt sức khỏe trong nửa cuối năm 2021, anh chị tuổi canh ngọ cần đề phòng các bệnh về tim, não, máu, đường tiêu hóa bởi những cơ quan này đang ẩn chứa nhiều nguy cơ mà anh chị không lường trước được. Ngoài ra, trong thời điểm này anh chị cũng cần chú ý tĩnh dưỡng, giải tỏa cảm xúc thích hợp, chớ nên để tinh thần căng thẳng trong thời gian dài. Anh chị cũng không nên đi đến những nơi lộng gió để tránh các chứng cảm mạo phong hàn. Một chế độ sinh hoạt khoa học tập thể dục thường xuyên kết hợp với thái độ sống khiêm tốn, không so đo hơn thua với người khác sẽ giúp anh chị giữ được nền tảng thể chất khỏe mạnh. Ngoài ra trong thời điểm này anh chị hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh, vòng tay sẽ giúp anh chị tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ và bảo vệ anh chị. Khi mang theo pháp khí bên mình cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ anh chị trong năm 2021. 3 hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm tân sửu của tuổi canh ngọ. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, anh chị tuổi canh ngọ vẫn cần phải quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, anh chị cần phải đi khám ngay chứ chớ nên trần trừ, do dự khiến bệnh trở nặng. Khi tham gia giao thông, anh chị cũng cần chú ý quan sát, nếu phải đi một chặng đường dài thì tốt nhất là không nên cầm lái. Ngoài ra trong công việc có thể anh chị sẽ gặp phải những vấn đề không được như mong muốn, nhưng hãy coi đó là cơ hội để thể hiện bản thân với người làm lãnh đạo. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, anh chị tuổi canh ngọ phải chịu một vài áp lực trong cuộc sống. Tài chính có dấu hiệu đi xuống, trong khi đó những việc cần chi tiêu lại không ngừng tăng lên. Do đó, anh chị cần tiết chế, tránh mua những món hàng không thực sự cần thiết. Ngoài ra với anh chị tuổi canh ngọ đang làm đầu tư cũng tránh đưa ra quyết định vội vàng trong thời điểm này, bởi nếu vậy thì anh chị rất dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc. Trước khi có ý định rót vốn vào đâu đó, anh chị cần xác thực độ đáng tin cậy của thông tin, đồng thời nhìn nhận rõ thực lực của mình cũng như hoàn cảnh trước mắt. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Về tổng thể, vận trình của anh chị tuổi canh ngọ trong tháng 9 âm lịch khá ổn định sự nghiệp có những bước tiến nhất định những cố gắng từ trước đến nay của anh chị đã được công nhận thậm chí còn có người có cơ hội được cất nhắc tinh thần làm việc hăng hái tích cực cũng sẽ giúp anh chị đạt được nhiều kết quả bất ngờ trong khoảng thời gian này chính nhờ những dấu hiệu tích cực trong công việc nên tiền bạc cũng gia tăng với anh chị tuổi canh ngọ đang làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội được thưởng nóng, trong khi đó một số bác đang làm đầu tư kinh doanh thì thời điểm này sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn để mở rộng quy mô, xây dựng mối quan hệ với các đối tác. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Anh chị tuổi canh ngọ không đạt được nhiều thành công trong tháng này, song cũng không vướng phải nhiều rắc rối. Trên cơ bản, anh chị hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nên trạng thái tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn trước đó nhiều anh chị cần lưu ý tập trung hơn trong công việc, chớ nên để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc chỉ vì mình lơ là, không chú ý. Ngoài ra tình hình kinh tế không được khả quan lắm trong thời điểm này. Do mức lương hoặc mức lợi nhuận không gia tăng, nhưng anh chị lại có nhiều vấn đề cần phải chi phí. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch, anh chị tuổi canh ngọ không gặp được nhiều may mắn do phải chịu tác động của cục diện tương xung công việc nặng nề khiến anh chị thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực, thậm chí có ý định từ bỏ. Hãy cố gắng quyết tâm vượt qua giai đoạn này, rồi mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó mà thôi. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng cuối cùng của năm 2021, vận trình của anh chị tuổi canh ngọ vẫn không được thuận lợi cho lắm. Anh chị cần chú ý đề phòng những kẻ đột nhiên tiếp cận, ra vẻ thân thiết với mình. Ngoài ra với tính khí thất thường, nóng này, anh chị cũng không thích hợp đầu tư vào thời điểm này, nhất là với những hạng mục lớn và quan trọng. Tốt nhất, anh chị hãy dành thêm thời gian để xem xét vấn đề, đồng thời tăng cường thêm vốn hiểu biết cho mình. 4. Vận hạn của tuổi canh ngọ trong vận trình nửa cuối năm 2021 Thứ nhất là sao hạn tuổi canh ngọ. May mắn anh tuổi canh ngọ trong thời gian 6 tháng cuối năm 2021 được sao Thái Dương chiếu mệnh. Thái Dương là phúc tinh, Thái Dương như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh an khang thịnh vượng. Khi gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì việc làm ăn của anh sẽ được phát đạt, thăng quan tiến chức gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 10 là tháng đại cát. Tuy nhiên anh cần chú ý đến hạn toán tận trong thời gian này. Hạn toán tận chủ về hao tài tốn của ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng còn với chị tuổi canh ngọ thì thời điểm này sẽ bị hung tinh thổ tú chiếu mệnh. Sau này thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu. Bên cạnh đó chị còn chịu tác động lớn do hạn huỳnh tiền. Đây là hạn xấu tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Khi gặp sao hạn huỳnh tiền dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Mưu cầu danh lợi đều khó thành dễ xảy ra thất bại. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của anh chị tuổi canh ngọ thời gian này gồm có các sao thiên Việt, Nguyệt Đức, Đào Hoa, Thiên Chủ báo hiệu vận quý nhân và Đào Hoa Vượng, có lộc ăn uống. Còn có tử phù gây đau yếu. Cung tam hợp thì gồm có những các tinh thiên khôi, hồng loan, thiên đức thúc vượng đào hoa và quý nhân hung tinh cô thần quả tú kình dương kiếp sát thiên không hối khí lại gây bất lợi về tình cảm đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc gia đình có chuyện buồn cuối cùng là cung sung chiếu thì có văn tinh tốt cho học hành thăng tiến và bệnh phù gây bất lợi cho sức khỏe cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại